Chương 1 1 xuyên qua 1 Nguồn Mê truyện audio com Trét lạnh thấu tâm ca người đi đường, mưa từ bầu trời cứ thế mà lao thẳng xuống không chút do dự, tiếng sét ầm vang, trời nổi gió lớn giống như đang báo hiệu điều gì đó ở một nơi hoang vắng sâu trong núi, tiếng lá cây xào xạc va vào nhau do mưa bão, có tiếng hét của phụ nữ, dường như người đó rất đau đớn, ngôn tình ngược nam nhân với mái tóc bạch kim đi qua đi lại ngoài hành lang, có vẻ như rất lo lắng cho thê tử của mình, bịch bịch bịch, lão gia, phu nhân ngài khó sinh rồi. Chết tiệt. Người nam nhân đập mạnh vào cánh cửa, phụ thân, mẫu thân có sao không vậy? Hức, hức, một đứa bé đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía hắn, nhìn thấy đứa bé như vậy, nam nhân không nhịn được mà ôm trầm lấy an ủi, mẫu thân con nhất định sẽ không sao đâu, hắn nói như vậy nhưng bàn tay gắt gao ôm chặt lấy nhi tử thấy được hắn cũng vô cùng lo lắng và sợ hãi, bỗng nhiên một tiếng khóc rất to truyền ra từ trong phòng. Que, que, sinh, sinh rồi, lão gia, phu nhân ngài sinh rồi. Bà đỡ ôm một đứa bé chạy ra ngoài mang đến trước mặt nam nhân, người nam nhân ôm chầm lấy đứa bé mặt không nén nổi xúc động, không ổn rồi, lão gia, vẫn còn một đứa bé nữa. Cái gì? Vẫn còn sao? Quỳnh, Quỳnh, một tiếng sét rất to đánh thẳng xuống mái hiên, trời sinh dị tượng, cứu tinh của Bạch Gia, một giọng nói vang ra từ đằng sau, ngươi nói vậy là có ý gì? Thẩm Thanh, nam nhân ôm chặt đứa bé hỏi, đúng vậy, ý ta nói là vị cứu tinh của Bạch Gia đã xuất hiện, Thẩm Thanh nghiêm nghị nói, vị cứu tinh là đứa con sắp chào đời kia của ta. Chính xác, người nam nhân này chính là gia chủ Bạch Gia, Bạch Chấn và người phụ nữ sắp sinh kia không ai khác là Bạch Phu Nhân, Vân Nhược Hy, loãng soảng, tiếng đồ vật rơi xuống đất, có chuyện gì vậy? bạch chấn hoảng hốt mọi người cùng nhau chạy vào chỉ thấy bà đỡ đang ôm một đứa bé vẫn còn đang quấn trong tả lót nhưng kỳ lạ là lại không hề nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đứa trẻ thưa lão gia là một nữ nhi nhưng đứa trẻ đã tắt thở rồi bà đỡ vừa ôm đứa bé tay chân run rẩy vừa nói cái gì mọi người đều hoảng sợ không thể nào nữ nhi của ta bạch chấn mở to con mắt lên không thể tin vào tai mình lãnh hảo lãnh bạch già dạ ý thức mơ hồ không biết rằng mình đang ở đâu nhưng hảo lãnh linh hồn nàng giống như đang từng đợt từng đợt kêu gào ký ức cuối cùng mà nàng nhớ là nàng bị ngã xuống vách núi mà nguyên nhân là gì thì nàng không nhớ mà cũng chẳng muốn nhớ nữa nàng đã quá mệt mỏi rồi nhưng nếu được sống trở lại nàng nhất định sẽ không tin tưởng vào ai nữa bỗng một tia sáng lóe lên bạch dạ dần mở to đôi mắt huyết đó là gì là địa ngục sao bạch dạ vươn tay ra lão gia tiểu thư Tiểu thư sống lại rồi, Bạch Dạ nhíu mày, mở to con mắt, thật ồn ào. Nhìn lên thì thấy trước mặt toàn những người xa lạ, phụ thân, nhìn kìa, ngủ muội đang nhìn con đó, một đứa bé xinh đẹp đang hướng về phía nàng. Nhưng khi đứa bé quay đầu lại, Bạch Dạ ngạc nhiên, đứa bé này không ngờ lại có đồng tử huyết, trước kia vì nàng có một đôi đồng tử huyết mà đã gặp phải những lời phản đối gay gắt từ phía các trưởng lão khi nàng được bổ nhiệm làm gia chủ, vậy ở đây nàng không phải là người duy nhất có nó, cảm giác này thật tốt. Bạch dạ nở nụ cười chân thành, đã lâu rồi nàng không có cảm giác vui vẻ như vậy, phụ thân, phụ thân, ngủ muội cười với con này, mới sinh ra đã biết cười, không hổ danh là thiên tài của bạch gia chúng ta, thâm thanh cười. Chương 2 2. Xuyên qua 2 Nguồn mê truyện audio com đại ca huynh xem ngủ muội còn cười với đệ này đôi đồng tử huyết sáng lấp lánh của đứa bé nhìn thẳng nàng giờ bạch dạ mới ý thức được đôi mắt mình đẹp như thế nào đã từng nàng căm ghét chúng vô cùng vì nó mà cha nàng mới bị mọi người xúc phạm vì đã có một đứa con quái vật quái vật sao Bạch dạ bỗng nhớ tới hồi ức trước kia, nàng vốn là con gái duy nhất của bạch gia gia chủ, mẹ nàng là con của một thương nhân tầm thường, cuộc hôn nhân của họ mặc dù vấp phải cuộc phản đối gay gắt từ phía các trưởng lão nhưng họ vẫn đến với nhau, tất cả sẽ êm đẹp cho đến khi nàng được sinh ra, mang trên mình đôi đồng tử huyết bị cho là xui xẻo. Rất nhiều người đã muốn giết nàng và mẹ nàng chỉ vì muốn bảo vệ bạch dạ mà qua đời. Cha nàng trước khi chết giết mẹ mất trước mặt mình nên tâm bạch dạ cũng trở lên lãnh hơn, đến giờ nàng cũng chẳng nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người, đôi tay này lây dính quá nhiều máu tươi. Đương nhiên, mấy lão già trong gia tộc sẽ không an phận như vậy, đợi đến khi bạch dạ sơ hở mà thuê sát thủ đuổi giết nàng, bị dùng nhảy khỏi vách núi mà xuyên không tới đây, ngủ muội ta là bạch mặt, là nhị ca của muội nha, đứa bé đưa tay ra trước mặt nàng cười nói, tiểu mặt, đừng có làm cho muội ấy sợ, một giọng nói đằng xa vang lên, nhưng muội ấy đâu có sợ đâu. Còn cười với đệ nữa, bạch mặt chu môi bất mãn nói rồi quay ra với nàng, có đúng không, tiểu ngủ nàng cố gắng nhìn ra ngạc nhiên phát hiện những người ở đây đều có đồng tử huyết muội ấy mới chào đời không thể nhớ tên của đệ đâu giọng nói lúc nãy là của một đứa bé khác nhìn lớn hơn so với bạch mặt nhưng mà thẩm thúc thúc nói muội ấy là thiên tài của bạch gia nên chắc chắn có thể nhớ có đúng không thẩm thúc thúc thấy hai đứa trẻ tranh cãi bạch dạ chỉ có thể trấn An bằng cách cười lớn lên thẩm thanh xoa đầu bạch mặt cười nói ha ha biết đâu được Đứa trẻ kia không nói gì, chỉ nhìn về phía nàng, đối mặt với bạch dạ, đứa trẻ lại lộ ra vẻ mặt hiền từ khác so với lúc nãy, mỉm cười rồi vuốt ve đôi má núng nín của nàng. Xin chào, tiểu thiên thần, ta là đại ca bạch trạch của muội. Thấy thế, bạch mặt ôm lấy nàng nói. Tiểu ngũ là của đệ, vậy con tiểu tứ. Bạch mặt nhìn chầm chầm bạch trạch, bụng mặt. Tiểu tứ cũng là của đệ. Tiểu tứ. Phải rồi, mình không phải là người duy nhất mà còn một vị ca ca sinh đôi nữa, đồ ngốc này, mau đưa ngủ nguội cho mẫu thân đi, mùi ấy chắc đói rồi đó, bạch trạch gõ đầu bạch mặt nói, mặt nhi, đưa tiểu ngủ cho mẫu thân, một giọng nói ngọt ngào thốt lên trước mặt bạch dạ là một người phụ nữ xinh đẹp và hiền hậu với đôi đồng tử huyết, không mang lại cho đối phương cảm giác nguy hiểm mà còn vô cùng dịu dàng khiến người khác chỉ muốn đắm chìm nó mãi. Người trước mặt có lẽ là mẫu thân của nàng, còn hai đứa trẻ kia lần lượt là đại ca cùng nhị ca họ gọi nàng là ngũ nguội vậy trước nàng sẽ còn một vị ca ca hoặc tỷ tỷ và tứ ca sinh đôi của nàng vậy còn phụ thân nàng là ai chàng đến rồi vân nhược hi dịu dàng nói bạch chấn bước tới đưa tay ôm lấy eo của vân nhược hi âu yếm hỏi nàng vừa mới sinh xong nên nghỉ ngơi sao lại ngồi dậy rồi tiểu tứ vừa ăn xong đã ngủ rồi thiếp định uy linh nhủ cho tiểu ngủ rồi mới nghỉ chương ba ba cái cảm giác gọi là gia đình nguồn mê truyện audio com người nam nhân này có mái tóc bạch kim khá giống với đại ca vậy chắc đây là phụ thân nàng bạch chấn đưa tay sờ lên đôi má bé nhỏ của bạch dạ bàn tay to lớn thô ráp nhưng khi vuốt má nàng lại vô cùng dịu dàng thiên thần bé nhỏ ta là phụ thân con chào mừng con đến thế giới của chúng ta thật đẹp giống như cha nàng ở kiếp trước đang nói với nàng vậy thật ấm áp bạch dạ nhắm chặt đôi mắt cố gắng vươn tay chạm vào bàn tay của bạch chấn hưởng thụ cảm giác mà lâu rồi nàng không thấy tiểu bạch chàng nhìn xem con bé rất thích chàng bạch dạ nhìn lên phía vân nhược hy không biết từ lúc nào nước mắt từ khóe mi nàng tuôn ra nàng chỉ mong muốn có một gia đình thôi nàng nắm chặt lấy vạt áo mẫu thân khóc to thành tiếng cha mẹ con rất nhớ hai người Linh cảm của một người mẹ khiến cho Vân Nhược Hy không tự chủ được mà an ủi bạch dạ, tiểu ngũ nhi, con đau lòng sao? Mẫu thân, mẫu thân, sao tiểu ngũ lại đau lòng, có phải cha đã khiến cho tiểu ngũ sợ không? Bạch mặt giật giật vạt áo Nhược Hy hỏi Nhược Hy bất đắc dĩ nhìn nhi tử, lắc đầu thở dài, mẫu thân không biết, có lẽ muội muội con đang thương tâm điều gì đó, bạch chấn thấy vậy vỗ nhẹ lưng nàng chấn an, không sao đâu con yêu, có phụ thân ở đây không ai dám làm con đau lòng đâu, đúng vậy, nhị ca biết võ sẽ đánh bầm dập kẻ đó cho muội xem, bạch mặt khu khu đôi tay nhỏ bé hưng phấn nói, không phải đệ vẫn thường lười biếng không chịu tập võ sao. Bạch trạch chế dở bạch dạ quay ra nhìn những người thân bên cạnh mình, mặc dù kiếp trước nàng mất đi sự yêu thương từ gia đình khi còn rất nhỏ, nhưng bây giờ, nhìn họ, nàng cảm thấy giống như ông trời đang bù đắp lại cho nàng những thiếu thốn trước kia, cha, mẹ, hai người thấy không, con không còn cô đơn nữa, nhìn cảnh gia đình quay quần, nói cười vui vẻ, nàng thề trong lòng rằng sẽ không để ai có thể làm hại tới thân nhân của nàng một lần nữa. À đúng rồi. Phụ thân, người vẫn chưa đặt tên cho tiểu tứ và tiểu ngũ, bạch mặt hưng phấn nói, đúng vậy tiểu bạch, chàng tìm một tên nào đó đặt cho tiểu tứ, còn thiếp sẽ đặt cho tiểu ngũ, nhược hy dịu dàng nhìn nàng, nàng đã nghĩ ra tên cho tiểu ngũ rồi sao? Nhược hy gật đầu, thiếp có linh cảm, tiểu ngũ muốn thiếp đặt cho nữ nhi danh dạ theo họ chàng sẽ là bạch dạ vậy tiểu tứ danh sẽ là chân trong chân tâm thành ý mang họ sẽ là bạch chân vậy gia chúng ta sẽ gồm có đại ca bạch trạch nhị ca bạch mạch tứ đệ bạch chân ngũ ngụy bạch dạ và tam đệ bạch thường bạch mặt hớn hở nói lớn đây là cái cảm giác gọi là gia đình sao tâm thật ấm trong lúc đó thẩm khanh mấy người không nghĩ đến cảm giác của một người độc thân như ta sao Tác giả có đôi lời muốn nói đây là bộ tiểu thuyết mà mình dùng hết tâm huyết vào để làm nên mong M, N ủng hộ mình, nếu có chỗ nào chưa được thì M. N thông cảm và góp ý giúp mình nhé cười mỉm, bộ trước, quỷ đế cuồng thê. Tà y học cách yêu, mình đã trì hoãn quá lâu, cũng ít khi có ý tưởng mới nên mình đã làm lại một bộ khác, mong rằng sẽ được M, N đón nhận và ủng hộ mặt cười trắng tiểu kịch trường đế vô trần. Đến khi nào ta mới được xuất hiện? Tác giả Nữ chính mới sinh mà, ngài phải chờ lâu lắm mới được ra sân. Đế vô trần Mấy chương nữa Tác giả Tùy thuộc vào lượng độc giả xem nha. Đế vô trần Còn chờ gì nữa, mau ủng hộ đi thì ta mới được xuất hiện chứ, bạch dạ. Hai người có tin là ta cho ăn dép không? Chương 4 4. Hứa 1 Nguồn Mê truyện audio.com hai năm sau, tiểu ngủ, mau tới đây. Bạch chân hai tuổi, ca ca sinh đôi của bạch dạ, tứ ca, không phải phụ thân nói huynh phải luyện võ sao. Bạch dạ hai tuổi, luyện võ chán òm, có gì thú vị đâu, tới đây, huynh mới phát hiện ra con vật này lạ lắm, bạch chân thích thú gọi nàng, bạch chân vừa cười vừa xòe hai bàn tay ra, bên trong có một con côn trùng màu xanh, đây không phải là con cào cào hay sao. Huynh phát hiện ra nó có thể vừa bay vừa nhảy đấy, thôi bỏ đi, vẫn không nên để huynh ấy biết vậy, dù sao trước kia nàng cũng nhìn thấy rất nhiều rồi nên cũng chẳng có gì lạ. Bạch chân ghé vào tai bạch dạ nói nhỏ, mang ra dọa nhị ca. Huynh ấy rất sợ những con côn trùng nhỏ, hai đứa trẻ phấn khích chạy tới sân tập luyện, sân tập, hay a, à, hay a. À. Động tác dứt khoát lên. Bạch chấn ở đó, nhìn sang phía bạch mặt nghiêm nghị nói, mặc nhi, lúc đang giao tranh không được phân tâm, nhìn trực tiếp về phía địch nhân, rõ, thưa phụ thân bạch mặt 5 tuổi, phụ thân. Bạch dạ chạy tới, đôi tay nhỏ nhắn đang muốn nhào về phía bạch chấn, nam nhân cũng đón nhận cái ôm nồng nhiệt của nữ nhi, vương tay nhất bổng nàng lên cao, tiểu dạ nhi, con không ở trong nhà lại chạy ra ngoài. Nam nhân ân cần hỏi han hi hi, vì con nhớ phụ thân mà, nói xong liền chu cái mỏ nhỏ nhắn thơm lên má nam nhân, tiểu ngủ. Huynh cũng muốn được thơm thơm, bạch mặt ai oán nhìn nàng, nhị ca thì bỏ đi, lát nữa huynh gặp vấn đề lớn đó bạch dạ bí ẩn cười bạch mặt khó hiểu bỗng nhiên từ đằng sau có giọng nói truyền tới nhị ca biết là gì không bạch mặt theo bản năng quay đầu là cái này này từ đâu một con côn trùng đậu trúng mặt của y y hoảng sợ hét toáng lên còn hai đứa trẻ thì cười như được mùa bạch chấn bất đắc dĩ nhéo mặt của nàng thật nghịch ngợm dạ nhi mẫu thân đâu mẫu thân đang ở với tam ca và lục muội nàng cười cười cách đây một tháng thì bạch gia lại có thành viên mới đó là một cô công chúa xinh đẹp là thành viên nhỏ tuổi nhất bạch thiển sự chào đời của tiểu lục vô cùng bất ngờ bạch chấn nhìn về phía xa sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng đặt nàng xuống rồi từ từ tiến về phía của thẩm khanh thẩm thúc thúc là bằng hữu của phụ thân rất hiền từ luôn làm trò hề với huynh đệ chúng ta và cũng là một người đáng thương vì luôn trở thành vật thí nghiệm độc dược của tam ca mỗi lần thẩm thúc thúc đến tìm phụ thân nàng có cảm giác vô cùng bất an nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nàng không tự chủ được mà lại gần nghe lén cuộc nói chuyện của họ nàng chỉ có thể loáng thoáng nghe được vài câu việc đã đến nước này chúng ta phải đẩy nhanh tiến trình hơn dự kiến để bảo toàn cho bọn trẻ thì không còn cách nào khác đang nghe lén thì một cánh tay đặt lên vai của bạch dạ khiến nàng giật nảy mình tam ca mụi đang làm gì ở đây vậy bạch thường ba tuổi à cũng không có gì đâu tam ca, chúng ta ra chỗ khác đi, nàng cười gượng nàng không hề biết sau khi nàng đi, hai người đều nhìn về hướng của nàng, Bạch Chấn nắm chặt bàn tay, Thẩm Khanh thấy thế liền vỗ vai an ủi, ta không nỡ nhìn con bé phải chịu tổn thương chút nào, Thẩm Khanh, đó là nữ nhi của ta, chúng ta không còn cách nào khác, hai ngày sau, Tiểu Ngủ, xem huynh phát hiện ra cái gì nè, nàng cúi đầu xuống, nó không phải là một cái lỗ nhỏ sao? Đúng vậy, chui qua cái lỗ này chúng ta có thể ra được thế giới bên ngoài không phải muội vẫn thắc mắc dưới chân núi như thế nào sao bạch chân cười nói bạch dạ vì vừa muốn làm tứ ca vui vừa muốn thỏa lòng hiếu kỳ đã cùng bạch chân chui ra ngoài hai đứa trẻ không ngờ rằng sau bức tường trắng này lại là một khu rừng bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc chương 5 năm khứa hai nguồn mê truyện audio com sương trắng che mờ cả lối đi hai đứa trẻ chỉ còn cách theo cảm nhận mà tìm lối ra xung quanh tiếng lá xào xạc va vào nhau không khí âm u quỷ dị bạch dạ lo lắng giật giật áo của chân chân muội cảm thấy bất an quá hay là chúng ta quay về muội không cần lo có tứ ca ở sẽ không có gì xảy ra đâu xào xạc xào xạc phúc tứ ca muội nghe thấy tiếng gì đó giống như có người vừa đi qua vậy bạch dạ nhìn xung quanh nói chắc muội tưởng tượng ra thôi bạch chân trấn an không trực giác của Nàng nói không phải là tưởng tượng, ở kiếp trước nàng được Nam Quản gia dạy võ nghệ, cũng tiếp xúc với nhiều sát thủ được phái đến giết nàng nên nàng sẽ không nghe lầm, thực sự có người. Nếu như không phải trực giác của nàng tốt thì chắc nàng cũng không thể phát hiện ra điều đó, linh hoạt như vậy, chắc chắn là sát thủ, tứ ca còn rất nhỏ, vẫn không nên nói cho huynh ấy biết thì vẫn hơn, nhưng mà ở một nơi như thế này sao lại có sát thủ được? Bạch Dạ rơi vào trầm tư, muội làm sao vậy? không khỏe sao thấy vậy bạch chân lo lắng hỏi nàng lắc đầu không có gì muội mệt không chúng ta nghỉ chút rồi đi tiếp bụng nàng bắt đầu kêu lên bạch chân liền đi tìm thức ăn cho nàng một lúc sau vẫn không thấy tứ ca trở lại bạch dạ phát hiện ra điều gì đó không ổn liền chạy đi tìm tứ ca nàng dùng hết sức gọi nhưng khác ngoài ý muốn chính là ở cách đó không xa có người nhìn dáng vẻ có lẽ là sát thủ bạch dạ ngừng ở tại chỗ đánh giá một bên khác ba người võ công không thấp hơn nữa không lộ rõ. Mặt nhưng không ngờ ở một bên khác ngồi dưới đất, chính là tứ ca của nàng, huynh ấy đang rất sợ hãi, ngươi nhìn xem, đôi đồng tử huyết này không phải ai cũng có được, có khi nào đứa bé này là cái nghiệp chủng của bạch gia không? Một tên sát thủ nhìn chầm chầm bạch chân nói một tên sát thủ khác cũng từ từ quan sát. Có lẽ vậy có nên giết nó không? Dù sao nó cũng là một đứa trẻ, ngươi không nghe rõ chủ tử nói gì sao, chỉ cần là nghiệt chủng của bạch gia, giết bạch dạ thấy tình hình nguy nan, nhặt lấy cục đá liền ném về phía khác, tiếng động khiến cho ba tên sát thủ chú ý ai. Trong lúc dời đi sự chú ý của chúng, bạch dạ lẻn tới định đưa tứ ca đi, nhưng vừa quay lưng đi thì đụng trúng một tên sát thủ gồ, xem ai đây, hóa ra ngươi vẫn còn người khác à, ta vốn dĩ không thích giết hài tử nhưng ai bảo các ngươi là nghiệt chủng của bạch gia. Hắn cười một cách âm hiểm, hai đứa trẻ sợ hãi bỏ chạy, nhưng chúng chỉ mới là hai tuổi hài tử, làm sao có thể chạy nhanh bằng một tên sát thủ, rất nhanh tên sát thủ đã đuổi kịp họ, nàng kéo tứ ca vào một gốc cây, bịt chặt miệng của huynh ấy để không phát ra tiếng, tên sát thủ vì không tìm thấy dấu vết của hai huynh muội nên đã rời đi, khi cảm thấy hắn không còn ở đó, hai người mới thở vào nhẹ nhõm tứ ca vì quá sợ hãi mà khóc nấc lên, không sao rồi tứ ca, bạch dạ an ủi vừa mới yên ắng không lâu thì một tên sát thủ khác đã tìm thấy hai người họ, các ngươi trốn cũng giỏi đấy, nhưng rất tiếc hôm nay sẽ là mồ chôn của hai chúng mi, tên sát thủ vung lưỡi kiếm, bạch dạ không ngần ngại lấy thân mình ra đỡ nhát kiếm đó, tiểu ngủ, không đôi mắt nàng từ từ nhắm dần lại, sắp sửa không còn ý thức, nhưng hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là phụ thân nàng, dạ nhi. Dạ nhi con có nghe phụ thân nói không? Dạ nhi. Phụ thân, người đến rồi. Hai mắt nàng khép lại, ý thức mơ hồ, chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao? Chương 6 6. Hứa ba. Nguồn Mê truyện audio com Bạch dạ đoán không sai, người đến chính là phụ thân nàng. Bạch chấn run rẩy nhìn nữ nhi bảo bối của mình đang từ từ hôn mê. Tim hắn như co thắt lại, hắn cả đời đều sẽ không quên trước mắt cảnh tượng, Nữ nhi của hắn nằm trên mặt đất, bạch y cũng thấm đượm đều là máu tươi, hắn ôm lấy nàng, gọi tên nàng, nhưng hắn không thể nghe thấy tiếng của nữ nhi gọi, từ đẳng xa vọng lại có tiếng gọi, "Phụ thân." Là bạch trạch, lại gần mới phát hiện, ngũ muội bị đâm một mảng lớn vết thương, "Phụ thân, để nhi tử cầm máu cho tiểu ngũ." Bạch trạch cố gắng giữ bình tĩnh dùng miếng vải quấn ngang bụng của nàng, "Phụ thân, ngài mau đưa muội ấy trở về đi." chắc chắn sẽ có cách chữa trị cho tiểu ngũ. Bạch Chấn không hề chần chừ liền dùng khinh công đưa nàng đi. Bạch Trạch nhìn sang một bên, là tiểu tứ, đệ ấy chắc cũng đã vô cùng hoảng sợ rồi. Bạch Trạch nhẹ nhàng lau nước mắt cho chân chân rồi cổng về nhà. Trên đường về, tiểu tứ vẫn không ngừng khóc lớn là tại đệ, tất cả là tại đệ, nếu không vì đệ thì tiểu ngũ sẽ không bị thương, Bạch Trạch chỉ có thể an ủi, thật sự điều này là quá đã kích với đệ ấy rồi, phủ Bạch Gia sau khi nghe tin bạch dạ bị sát thủ chém bị thương, Vân Nhược Hy sốc nặng và suýt ngất xỉu, đến khi bạch chấn đưa tiểu ngủ về thì vẫn không ngừng khóc, nhìn thấy nữ nhi người đầy máu, Nhược Hy không khỏi tự trách bản thân. Bạch chấn muốn hỏi rõ ngọn ngành từ phía của tiểu tứ, nghe. Xong, hắn chỉ biết ôm chầm lấy nhi tử an ủi, quỷ y bước ra khỏi phòng, bạch chấn lo lắng hỏi, nữ nhi của ta thế nào rồi? Chuyện huyền huyễn, con bé không sao, vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tỉnh dưỡng vài ngày nữa là được, con bé đã tỉnh lại, có thể vào thăm được rồi, đa tạ ngài ra tay tương trợ, Bạch Chấn chân thành nói, lúc này mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, Bạch Dạ từ từ mở mắt, nhìn lên trần, không phải là nàng đang ở trong rừng sao. Tiểu ngủ, muội tỉnh rồi, Bạch mặt ở bên cạnh gọi lớn, Nhược Hy đau lòng hỏi nàng, Tiểu Dạ, con không sao chứ? Con làm mẫu thân lo lắng chết mất. Mẫu thân, nữ nhi không sao, nàng cười nhạt nàng nhìn xung quanh, mọi người đều lo lắng cho nàng, phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam ca, thẩm thúc thúc, nàng cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất trên đời này, nhưng nhìn một hồi lại không nhìn thấy bóng dáng tứ ca đâu, bạch dạ trầm mặt, huynh ấy tự trách sao. Hôm sau, bạch dạ ra khỏi phòng, tuy rằng vẫn còn khá suy yếu nhưng nàng vẫn muốn ra ngoài hít thở không khí, muội sao lại ra đây, không phải làm muội nghỉ ngơi sao. Bạch mặt lo lắng, muội muốn đi lại một chút mà, huynh có biết tứ ca đâu không đệ ấy có lẽ vẫn ở trong phòng từ hôm qua đệ ấy đã không ăn gì rồi bạch mặt thở dài nói nàng trầm ngâm một lúc kẻo kẹp tiếng mở cửa tứ ca nàng lên tiếng gọi huynh ấy hốc hác đi nhiều quá mắt cũng sưng đỏ hết rồi tiểu ngủ muội đi ra đi huynh không có tư cách gặp muội bạch chân lẩn tránh không dám nhìn thẳng về phía nàng nàng cũng chỉ biết thở dài lại gần huynh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên má y nói, huynh không có lỗi gì hết, cũng không cần phải tự trách như vậy, hắn quay người, đôi mắt đẫm lệ nhìn chầm chầm nàng, vừa khóc vừa méo máu, tại sao lại không chứ? Người rủ muội lén trốn ra ngoài là huynh, người khiến cho muội bị thương cũng là huynh, muội có biết là muội quan trọng với huynh đến nhường nào không? Tại sao lại phải trắng cho huynh chứ? Hắn khóc rồi ôm chầm lấy nàng, có lẽ trên đời này điều làm hắn sợ hãi nhất chính là phải mất đi người mà hắn yêu quý, hắn chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm lấy nàng mà khóc lớn, dù sao vẫn là một đứa trẻ. Nàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy hắn, an ủi, đó là muội tự nguyện mà, huynh cũng là người rất quan trọng đối với muội, nếu như người bị thương là huynh thì muội cũng sẽ rất thương tâm, chẳng lẽ huynh muốn nhìn thấy muội thương tâm sao? Nghe vậy Bạch Chân vội vàng phủ nhận, đương nhiên là không nhưng cho dù là thế thì thà lúc đó huynh là người bị thương sau này huynh sẽ là người bảo vệ muội thật đáng yêu nàng mỉm cười vậy thì sau này thì đổi lại huynh sẽ tới và cứu muội được chứ cùng hứa đi móc ngoéo tay nhé bạch dạ hưng phấn được huynh hứa ngoài lề giới thiệu một số nhân vật một bạch chấn gia chủ bạch gia là người nghiêm khắc nhưng sẽ trở nên hiền từ khi đối mặt với phu nhân và hai nữ nhi của mình, là người không dễ bộc lộ cảm xúc nên nhiều khi rất dễ khiến nhi tử sợ hãi, rất gương mẫu và là đối tượng sùng bái của bạch mặt và bạch thiển. Đặc điểm Tóc bạch kim, gương mặt tuấn tú, chính xác là một mỹ nam, thường xuyên khoác trên mình bạch y. Sở trường Cao thủ kinh công, đấu kiếm Tính cách Trong nóng ngoài lạnh, yêu vợ con chiều cao 1m7, cân nặng 63kg. Chương 7, 7, 3 năm sau. Nguồn, mê truyện audio.com. 3 năm sau, cổ xưa tinh xảo nhà gỗ nhỏ tọa lạc ở ngọn núi chỗ sâu trong, cây cối vòng tuổi lấy đột hiện ra tới bên cạnh dưới một gốc cây đại thụ, một hài tử ngồi ngủ mê say, gương mặt trắng nõn tinh xảo, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân, làm người ta không nở đánh thức, từ đằng sau có một cánh tay xuất hiện chụp lấy bả vai hài tử, giọng nói non nớt vang lên. Tiểu ngủ, muội ngủ. Bạch thường 6 tuổi, tam ca. Huynh làm muội giật mình. Bạch dạ 5 tuổi, không sai, hài tử đó là bạch dạ, trong suốt một năm sau sự kiện lần đó, mọi người đều có những thay đổi, nhưng nhiều nhất vẫn là tứ ca bạch chân, sợ nàng lại xảy ra chuyện nên lúc nào cũng lật đật đi theo sau, chuyện hay luôn có tại, tru tri, vờ, vừa luyện kiếm pháp xong nên muội hơi mệt. Bạch dạ thở dài nói, mà không phải mẫu thân nói huynh chơi cùng với tiểu lục sao. Ách, bạch thường chột dạ, cười gượng, tha cho huynh đi, chơi cùng tiểu ma đầu đó thà rằng huynh chơi với muội. Bạch dạ bật cười, nàng nhớ tới lần đầu xuyên không tới đây, mọi thứ đều lạ lẫm đối với nàng trải qua mấy năm ở chung nàng mới cảm nhận được sự ấm áp từ người thân phụ thân nhìn thì có vẻ nghiêm khắc nhưng trước mặt nàng lại đương cái ba ba ngốc giống nhau mà mấy cái ca ca cũng đem nàng coi như trân bảo thẩm thanh thúc thúc thì vẫn như vậy nhưng điều kỳ lạ là từ sau chuyện đó xảy ra thúc ấy tới đây thường xuyên hơn mà mỗi lần tới là nói chuyện cùng phụ thân rất lâu chẳng lẽ nó có liên quan đến cuộc đối thoại lần đó nàng nghe được nàng càng nghĩ càng trầm tư, tiểu ngủ, muội đang nghĩ gì vậy? Giọng nói tam ca cắt ngang suy nghĩ của nàng, bạch dạ lắc đầu, cười có lệ, không có gì, chúng ta tới chỗ mẫu thân đi, phủ bạch gia, tại sảnh lớn, không khí voi cùng náo nhiệt, thế là con đã đánh cho huynh ấy một trận, bạch thiển ba tuổi, ha ha, vân nhược hy xoa đầu nữ nhi nhẹ nhàng khiển trách, nhưng con không nên trêu đùa tam ca con như vậy, nhỡ đâu sau này tam ca con không chơi với con nữa thì làm sao? Bạch Thiển tự đắc vậy thì con sẽ mép với phụ thân, cho huynh ấy đi luyện kiếm giống nhị ca, nha đầu này không bỏ được thói kiêu căng đi sao?" Bạch Thường Từ đẳng sau túm lấy cổ áo của Bạch Thiển, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Ha, muội thế nào không cần huynh phải lo." Bạch Thiển ghét bỏ quay mặt sang trái, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bạch Dạ, nàng, Bạch Thiển liền rơm rớm nước mắt nhào qua phía nàng, ngũ tỷ ôm chặt không buông, bắt đầu kể tội, "Ngũ tỷ, tam ca bắt nạt muội." Tỷ phải làm chủ cho muội đó, muội. Bạch thường tay run run chỉ về phía họ, muội còn dám bị đặt nữa hả, xong vội vàng giải thích với nàng, Tiểu Ngủ à, đừng nghe nha đầu này nói, huynh chấm H U I N H mới là người bị hại a. À. Bạch Thiển quay ra lè lưỡi với hắn rồi nhìn nàng ai oán, Ngủ tỷ, dạo này muội chẳng thấy tỷ đâu cả, muốn chơi với tỷ cũng khó a. À. Nàng dịu dàng xoa đầu, Vân Nhược hy ở bên cạnh nhìn những hài tử của mình hòa thuận, nàng vô cùng hạnh phúc đặc biệt là tiểu ngũ, mặc dù mới có 5 tuổi nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác giống như một người trưởng thành, nhưng nhớ đến lời của Thẩm Khanh nói, nàng cũng không nghĩ nhiều, tới đây, Nhược Hy lại lộ ra một tia đau xót, bởi nàng biết rằng thời gian ở cạnh bọn trẻ không còn nhiều, ngoài lề tác giả. Tại sao Vân Nhược Hy lại nghĩ như vậy? Có bí mật gì mà nàng muốn cất giấu? Hãy chờ đón xem sau những chương tiếp theo nhé. Mặt dễ thương Chương 8 bí mật nguồn me truyện audio.com thời gian vẫn cứ thế yên lặng mà trôi những hài tử đó lớn lên cùng với tất cả tình yêu thương của phụ thân và mẫu thân mà không lo nghĩ gì vẫn công việc đó tất cả mọi người đều bận rộn tối ngày đại ca bạch trạch được bạch chấn cho theo học quỷ y nghiên cứu về thảo dược nhị ca bạch mặt từ nhỏ đã rất thích học kiếm thuật vì vậy mà lúc nào cũng ở sân tập luyện tam ca bạch thường lại có hứng thú với độc dược Ngoài việc chơi cùng với Tiểu Lục thì sẽ ở lì trong phòng, bạch dạ cùng tứ ca bạch. Chân mặc dù không mấy hứng thú về luyện kiếm nhưng từ sau sự kiện đó thì phụ thân luôn tăng cường chiêu thức phòng thân cho họ, tiểu Lục còn nhỏ nên việc duy nhất là ở bên cạnh mẫu thân và chọc phá tam ca, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn như bao ngày bận rộn khác, nhưng giờ học của nàng lại được kết thúc sớm vì thẩm thanh thúc thúc tới, phụ thân nàng và thúc ấy luôn có một cuộc nói chuyện rất lâu bình thường nàng sẽ không để ý nhưng không hiểu sao nàng lại vô cùng tò mò về cuộc đối thoại đó vì vậy nàng quyết định nghe lén lần này khác họ chẳng phòng bị điều gì cả nàng áp sát tay vào cánh cửa chỉ thấy giống như một cuộc cãi vã chúng sắp tìm tới đây rồi chẳng lẽ ngươi định hy sinh tính mạng của toàn bộ bạch gia sao đương nhiên là không nhưng làm thế với tiểu ngũ thì thật quá đáng chuyện gì vậy họ đang nói về mình sao Hy sinh cái gì chứ? Ta biết, nhưng chúng ta không còn cách nào khác, nó cũng là hài tử mà ta nhìn từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ ta lại không sót? Nhưng đó là hy vọng cuối cùng của Bạch gia chúng ta. Ta biết ngươi rất yêu thương nữ nhi của mình nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác, nếu như vậy hãy để cho nó tự chọn đi. Ngươi nói đúng, việc đến nước này chỉ còn cách cho Tiểu Ngủ tự chọn thôi. Bạch chấn mở cửa bước ra, cảm giác có gì đó không đúng lắm, là ai vậy? Lúc này, Bạch Dạ đang chạy rất nhanh về phía trước, vừa chạy vừa lo lắng, nàng đến một khu vườn bị bỏ hoang, ở phía trước là một bộ bàn ghế bằng đá, nơi đây là nơi nàng thích nhất. Mỗi khi có chuyện không vui nàng thường tới đây, nàng ngồi bệt xuống, tự trấn an bản thân sau cuộc nghe lén vừa rồi, lúc này, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, nàng suy sụp ngồi ở một góc, đến đêm, bạch dạ mới lững thưởng trở về bạch phủ, vân nhược hy vội vàng ôm chầm lấy nàng, lo lắng hỏi han các ca ca cũng tìm nàng đến điên mất, chỉ có Bạch Chấn yên lặng ở một góc, không nói gì nhìn nàng, có lẽ người ở ngoài cửa lúc đó là tiểu ngủ, nó nghe được sao? Liệu nó có oán trách ta không? Đêm đó, mọi người vẫn chìm vào giấc ngủ trong yên bình, mấy ngày hôm sau, Bạch Dạ như người mất hồn, các ca ca rất lo lắng cho nàng, bởi cứ nghĩ đến chuyện hôm đó là lòng nàng lại đấy nghi vấn khiến nàng không tập trung được tại sân tập luyện. Bạch dạ ngồi ở một góc trầm tư, bạch chấn thở dài, đi tới chỗ nàng và nói. Dạ nhi, phụ thân có chuyện muốn nói. Nàng cùng phụ thân đi vào một phòng, Bạch Chấn ngồi xuống ghế, nhìn chầm chầm nàng, thấy vậy, Bạch Dạ cũng chỉ lặng lặng nhìn hắn. Hắn lên tiếng. Dạ nhi, người nghe lén cuộc đối thoại của ta lần trước, là con. Nàng gật đầu, không hề phủ nhận, như thế, hắn bất đắc dĩ hỏi con đã biết. Mấy ngày nay con đều suy nghĩ về nó. Lúc này không khí bắt đầu im lặng, căng thẳng đến khó thở, nàng lên tiếng, phụ thân, rốt cuộc người đang che giấu chuyện gì có liên quan tới nữ nhi. Ngoài lệ giới thiệu một số nhân vật, hai, Vân Nhược Hy. Phu nhân Bạch Gia, thê tử của Bạch Chấn tính cách. Tốt bụng, hiền lành, luôn dịu dàng với hài tử của mình, nhưng khi tức giận cũng vô cùng đáng sợ, ngay cả Bạch Chấn cũng không dám trái lệnh, thân thế thật sự. Một bí ẩn sở trường là một cao thủ luyện kiếm nhưng hiếm khi phơi bày, chiều cao. Một m 57 cân nặng. 43kg. Chương 9. 9. Chuyện xưa. Nguồn. Mê truyện audio.com Bạch chấn lẳng lặng nhìn nữ nhi một lúc lâu, thở dài, hắn không nghĩ được rằng ngày này lại tới nhanh như vậy, hắn giang tay, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói, dạ nhi, phụ thân yêu con rất nhiều. Nói xong, nước mắt hắn tuôn trào đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt nữ nhi hình tượng gì đó bao năm nay chẳng còn là gì đối với hắn nữa bạch dạ cũng ôm lấy phụ thân nước mắt không biết chuyện gì cũng theo đó mà rơi xuống nàng ngước nhìn hắn hỏi phụ thân hãy nói cho con biết rốt cuộc là phụ thân đang che giấu điều gì không gian yên lặng đến lạ kỳ trong căn phòng này chỉ có hai người họ bạch gia chúng ta trước kia là một gia tộc vô cùng hùng thịnh dưới thời ông cố con là gia tộc xếp thứ hai chỉ sau thượng quan gia tại nhất đại đế quốc bạch chấn hồi tưởng lại chuyện xưa nhất đại đế quốc hắn gật đầu nói tiếp nơi chúng ta đang sinh sống là khải nguyên đại lục mà nơi đây được chia làm năm cơ đồ bao gồm nhất đại đế quốc và bốn quốc gia lớn phong quốc hoa quốc nguyệt quốc và tuyết quốc bạch dạ ngạc nhiên hỏi vậy nhất đại đế quốc có được coi là một quốc gia không phụ thân không đâu tiểu dạ nếu chúng ta coi nhất đại đế quốc là một quốc gia thì chính là sự sỉ nhục đối với chúng bốn quốc gia còn lại không thể so sánh được bạch gia chúng ta năm xưa vô cùng được sùng bái tại nơi đó nhưng tất cả đã chấm dứt khi ông cố của con bị sát hại năm đó bạch gia và thượng quan gia mặc dù không được coi là bằng hữu nhưng ít nhiều cũng có giao hảo với nhau hợp tác để tìm ra vùng đất mới, lần đó ông cố của con đã tìm ra được báu vật, đó chính là một tấm bản đồ, người đã cùng với gia gia con đi theo tấm bản đồ đó, họ đã phát hiện ra một nơi và đặt tên cho nó là Vô Hồi Đại Lục, biết tin đó, thượng quan gia đã cho người ăn cắp tấm bản đồ từ tay ông cố con nhưng không thành. Vì vậy đã phái người đến sát hại, trước lúc lâm chung, ông cố đã kịp đưa nó cho gia gia con và dặn dò giấu thật kỹ. Tại sao lại như vậy? chẳng lẽ chúng ta không thể làm gì được thượng quan gia sao? Nàng bất mãn, thấy nữ nhi nhạy bén, bạch chấn chỉ xoa đầu rồi thở dài, chúng ta không có bằng chứng và thượng quan gia đằng sau có rất nhiều thế lực theo phe nên đành bất lực. Dần dần, bên phía bạch gia càng khó khăn vì bị dùng ép, và chỉ sau một đêm, bạch gia chúng ta đã bị diệt vong, lúc đó ta vẫn còn quá nhỏ nên đã được tổ mẫu con mang đi, từ đó đến nay, chúng ta luôn sống ẩn nấp và chờ đợi cơ hội vực dậy gia tộc. Đã bao nhiêu năm trôi qua, ta vẫn luôn tìm cách nhưng chẳng có ít gì, cho đến khi con ra đời, Bạch chấn nở nụ cười nhẹ vuốt đôi má phúng phính của nàng, năm đó nhờ sự cứu giúp của Quỷ y, tổ mẫu con và ta đã thoát mạng trước lúc người mất, có để lại cho ta một cái hộp, bên trong chính là tấm bản đồ và nói hãy đi tìm người hữu duyên và người đó sẽ giúp chúng ta. Vậy thì tốt rồi, nếu chúng ta có được tấm bản đồ thì chúng ta có thể cứu gia tộc được rồi, Bạch Dạ hưng phấn nói nhưng hắn lại thở dài không đơn giản như vậy đâu dạ nhi ta đã rất nhiều lần tới nơi đó nhưng căn bản không thể đi qua được nó giống như là một bức tường tàn hình ngăn cách các đại lục vậy ta đã nhỡ đến lời của mẫu thân đi tìm người hữu duyên ta nghĩ rằng chỉ có người đó mới có thể đi qua được bức tường người hữu duyên mà phụ thân nói có phải là hắn xoa đầu nàng và nói nếu như con không muốn ta cũng không ép ta không muốn thấy con phải chịu đau đớn đau đớn chẳng lẽ tới đó phải chịu thứ gì sao? Lúc nhỏ ta đã nghe Gia Gia con kể rằng đoàn người cùng ông cố con đi tới nơi đó chỉ có ba người là sống sót trở về, trong đó có ông, nói xong, hắn nhìn chầm chầm nàng cương quyết, dạ nhi, ta không muốn con bước vào con đường nguy hiểm, chính vì vậy mà ta vẫn trì hoãn đến tận bây giờ, hắn đặt vào tay nàng cái hộp và dặn ta sẽ để con lựa chọn, nếu như một ngày con nói không muốn thì ta sẽ không ép con bởi vì con là nữ nhi ta yêu thương nhất. Ngoài lệ giới thiệu một số nhân vật, ba, thẩm khanh, bằng hữu từ nhỏ của bạch chấn, là con trai của quỷ y, tính cách, là người hiền lành, luôn giúp đỡ bạch chấn hết mình, luôn bị bạch thường xem là chuột bạch, sở trường. Không có thiên phú về y thuật giống cha nhưng lại có tài về kiếm thuật, chiều cao. Một m 74 cân nặng, 63 kg, chương 10, 10 bảo táp trước yên lặng, nguồn. Mê truyện audio.com năm ngày sau vẫn như lúc trước tất cả đều trở về quỹ đạo của nó chỉ là trong lòng bạch dạ nhiều thêm suy nghĩ nàng cầm chiếc hộp trên tay không nghĩ tới được rằng phụ thân lại giao nó cho nàng nhưng tại sao lại là nàng chứ nàng căn bản là chỉ muốn một cuộc sống yên bình thôi không ngờ rằng mọi chuyện lại phức tạp như vậy nhưng mà nếu như để ý kỹ thì còn khá nhiều việc có phần vô lý, nếu chỉ đơn giản là muốn nàng vực dậy gia tộc thì thái độ của thẩm thúc thúc lúc đó sẽ không nghiêm trọng như vậy. Những nghi vấn xoay quanh đầu nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu, trong lúc đang suy tư thì một giọng nói vang lên khiến nàng giật nảy mình, tiểu ngủ. Là nhị ca. muội làm sao vậy? Huynh gọi nãy giờ không thấy muội trả lời, muội không khỏe sao? bạch mặt lo lắng hỏi bạch dạ lắc đầu phủ nhận không có gì đâu nhị ca mà huynh gọi gì muội vậy à chỉ là hôm nay thẩm thúc thúc muốn chúng ta tới côn sơn đảo làm khách cũng tiện gặp đại ca luôn hiện giờ huynh ấy đang theo học quỷ y nên không có thời gian về thăm chúng ta bạch mặt vui vẻ trả lời bạch dạ cười nhẹ huynh đã báo cho tam đệ cùng tứ đệ rồi lát nữa sẽ mau chóng xuất phát gấp vậy sao bạch dạ nhìn hỏi huynh cũng không biết thúc ấy nói chúng ta xuất phát càng nhanh càng tốt mà cũng hảo, huynh cũng rất muốn gặp đại ca, tiểu lục không cùng đi sao. Tiểu lục đã tới đó được ba ngày rồi, chỉ còn huynh muội chúng ta thôi, bạch mặt đáp, bạch dạ nghe vậy cảm giác có gì đó không ổn, nàng có một dự cảm có chuyện không lành xảy ra, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cùng mọi người rời khỏi đảo Nguyệt Cốc, lúc chia tay, tất cả đều lưu luyến, thật sự hai người không đi cùng chúng con sao. Bạch chân cầm lấy tay của Vân Nhược Hy luyến tiếc, con yêu à, chúng ta còn có chuyện cần làm, không thể đi cùng mọi người được. Bạch chấn xoa đầu nhi tử an ủi, không thể kìm nén được cảm xúc, Vân Nhược Hy ôm chầm nhi tử vào lòng, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, chân chân, con phải tự biết chăm sóc bản thân, không được quậy phá mọi người nhớ chưa. Xong rồi nhìn về phía Bạch Thường, Thường Nhi, con cũng vậy, đừng để mọi người lo lắng, nàng, Nhược Hy, cũng kéo lấy tay của Bạch mặt, con là huynh, phải biết chăm sóc các đệ đệ và muội muội con, hiểu chưa rồi ôm chầm bạch dạ đôi mắt lúc này đã đỏ hoe nước mắt cũng tung các con phải sống thật tốt nên nhớ rằng chúng ta rất yêu các con không có chúng ta phải biết tự bảo vệ bản thân bạch chấn thấy thê tử của mình có chút xúc động liền đưa tay ôm lấy rồi cũng nở nụ cười dịu dàng với bọn trẻ ta cũng rất yêu các con khi thấy bọn trẻ đi xa vân nhược hy cũng khóc lớn nàng không nở rời xa chúng, mà bọn trẻ cũng không hề biết được rằng đây chính là lần cuối cùng chúng được nhìn thấy cha mẹ của mình, trên đường đi, tất cả đều im lặng. Bạch dạ lâm vào trầm tư, từ lúc đi đến giờ nàng vẫn luôn thấp thỏm không yên, thấy vậy bạch mặt liền treo gẹo, muội đừng suy nghĩ nhiều quá, trong muội chẳng khác gì một bà cụ non đó, khi tới được côn sơn, khung cảnh nơi đây làm cho mọi người đều kinh ngạc, xung quanh đều bao phủ bởi sương mù dày đặc. Hùng vĩ nhưng tâm tối, xe ngựa tiến vào chậm chậm, đi một quãng đường xa mới tới được nơi ở của quỷ y tiểu mặt. Đại ca. Bạch mặt hưng phấn gọi, nhị ca. Từ đằng xa chạy tới một thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu ôm chầm lấy bạch mặt, bạch thường thấy vậy, gõ đầu, nha đầu này, chỉ biết có nhị ca, còn tam ca và tứ ca muội ném đi rồi sao? Tứ ca đương nhiên là muội không quên rồi, chỉ có huynh là đáng bị ném đi thôi, Lẹ, bạch thiển thè lưỡi treo trọc, được rồi được rồi, mau vào đi, thời tiết hôm nay hơi khắc nghiệt chút đó quỷ y điềm tĩnh từ trong bước ra bạch thiển ngó trái ngó sau hỏi ngũ tỷ không tới cùng các huynh sao cái gì nhận ra điều bất thường bạch mặt sửng sốt quay ra ngoài lề giới thiệu một số nhân vật bốn bạch dạ nữ chính của chúng ta vốn là gia chủ bạch gia dạ ở kiếp trước kiếp này xuyên không trở thành nữ nhi của bạch gia dạ, gia chủ bạch chấn sở hữu ngoại hình diễm lệ đôi, đồng tử huyết, sắc lạnh cùng mái tóc bạch kim giống với phụ thân, tính cách thay đổi dần theo cốt truyện nhưng thật ra là một người ấm áp, rất quan tâm tới thân nhân, có thể liều mạng vì họ, Sở Trường. Mấy chương sau sẽ tiết lộ mặt dễ thương chiều cao. Cân nặng